Vũ Ngọc Huân là lần đầu tiên đến gặp mặt và khảo sát. Anh tham gia chương trình với mô hình nuôi dê. Anh Lê Minh Hội ở thôn Kim Phát, Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa. Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp lại tiếp tục lên đường để tìm thêm những nhân vật mới cho chương trình khởi nghiệp. Mô hình nuôi dê chính là mô hình mà tôi và chuyên gia Sạch sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát. Và nông hộ ngày hôm nay sẽ là anh Huân ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Anh Vũ Ngọc Huân, địa chỉ ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Với diện tích là 2 hectare đất ruộng, nguồn vốn là 100 triệu đồng. Anh Huân đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình nuôi dê. Tất cả đàn dê hơn 40 con được dồn từ núi về khi ban tổ chức chương trình khởi nghiệp đến khảo sát. Đây chính là ông chủ của đàn dê. Anh Huân sinh năm 1986. Có lẽ công việc chăn nuôi đã khiến khuôn mặt của anh có vẻ cứng cáp và chín chắn hơn so với tuổi. Trong khu diện tích vườn nhà chừng 2 mẫu, anh đã nuôi đủ các loại vật nuôi như lợn, gà, bò hay thỏ. 4 năm trước, với những thuận lợi vốn có, anh đã mạnh dạn đầu tư gần 100 triệu đồng để nuôi một đàn dê 40 con. Thì em thấy là con dê nói chung là nó cũng tính nhất là nó cũng tính về kinh tế thì nó cũng rất kinh tế. Nhưng mà nó cũng vì ở đây thì nó lại hai bên là núi mà ở giữa đây lại là một cái đồng bằng. Nên là cũng rất phù hợp với nuôi con dê. Tuy nhiên sau 4 năm phát triển, số lượng đàn dê vẫn chỉ hơn 40 con. Bình quân mỗi năm 20 con dê của nhà anh bị chết do nhiều nguyên nhân. Thậm chí dê bố, dê mẹ cũng chết. Năm 2015, có đến 7 con dê mẹ bị chết do bệnh. Đẻ ra thì mẹ nó gầy và hay bị mất sữa. Đấy, là con nó yếu và nó hay bị chết. Xung quanh đây thì cũng chưa có hộ nào chăn nuôi cho nó đạt được. Cho nên là cũng không có chỗ để đi học hỏi. Cái cách mà anh Huân đang nuôi dê chính là kinh nghiệm được đúc rút từ 4 năm chăn nuôi. Tuy nhiên, chính lẽ đó mà những năm tháng qua, anh chưa thể thu về hiệu quả từ đàn dê của mình. Được tham gia chương trình khởi nghiệp là một ước muốn để anh có thể nuôi dê một cách khoa học, đúng kỹ thuật. Mong muốn của tôi được tham gia chương trình khởi nghiệp là thứ nhất thì được các chuyên gia của chương trình hỗ trợ về kỹ thuật cho tôi chăm sóc đàn dê cho nó phát triển. Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp đã đến nhằm thực hiện việc khảo sát xem anh có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình hay không. Ngay khi đến nơi, chuyên gia Thạch đã xác định được các nguyên nhân khiến đàn dê của anh Huân không thể phát triển được. Hôm nay đến đây là tôi đã biết là tại sao là cái đàn dê của anh không thể tăng đàn được rồi. Đúng không? Và trông cái đàn dê thế kia là toàn là những con gầy. Con gầy bây giờ chủ yếu là tiêu chảy. Đây là phân dê. Phân dê nó phải nổn nổn như là đây. Nha. Phần này nó bị tiêu chảy này. Mà chính con này cũng thế này. Trông đằng sau đít này. Đây. Nha. Đấy. Nó phân đây này. Đó. Nó dính hết và đít kia. Mà nó gầy như này. Cái bệnh ở đường tiêu hóa. Và theo tôi là chủ yếu là cái run sán nhiều. Cái run sán đây là trong cái trường hợp này là cái điều kiện chăn nuôi của anh nó cũng không hợp lý. Ví dụ như đây cái máng ăn này, đó. Nha. Thế cái máng uống này, đó. Và cái chuồng như thế này, cái chuồng này. Đấy, chắc là lâu lắm nó cũng không thể tẩy uế chuồng trại được, phân nó cứ bết hết tất cả những các cái sàn gỗ như thế kia. Đúng không? Như thường là cứ quét thôi gì? Vâng, chỉ quét thôi. Đấy. Đấy. Chuyên gia Thạch đã đưa ra phác đồ điều trị cho đàn dê của anh Huân. Đối với việc tẩy run sán, thứ nhất, tiêm thuốc Ivermectin với toàn bộ số dê trên 2 tháng tuổi. Thứ hai, bổ sung các chất khoáng, đạm Premix và polyvitamin cộng men tiêu hóa trộn vào thức ăn tinh. Để điều trị cho những con bị tiêu chảy, sử dụng thuốc Neotezone trộn vào thức ăn tinh. Hạn chế không thả dê tự do kiếm ăn để tránh cả run sán và tiêu chảy. Và bây giờ, việc khảo sát các tiêu chí sẽ được thực hiện. Xem anh Huân liệu có trở thành nhân vật của chương trình hay không. Thưa chuyên gia là bây giờ với cái mô hình nuôi dê thì là chúng ta sẽ cần phải những cái tiêu chí như thế nào để phù hợp với cái mô hình này?
có tiêu chí chung này thì về số lượng nhé, số lượng là tối thiểu là từ 50 con đến 70 con. Thứ hai là với cái diện tích, đặc biệt là cái khu chăn thả. Đó. Thì khu chăn thả thì rộng nhưng đồng thời là anh phải bảo quản được nó. Bảo quản đây tức là phải là giám sát được nó không bị thất thoát, hoặc là trong một số trường hợp là khi mà mưa hoặc là cái khí hậu thời tiết nó khắc nghiệt thì anh phải quản được nó. Cái thứ ba là cái chuồng nuôi. Đó, chuồng nuôi thì phải đúng theo các cái tiêu chí, cái kỹ thuật, cái nguồn vốn cụ thể. Thì tất nhiên là đối với dê thì cái nguồn vốn mà anh phải mua thêm dê bổ sung. Thứ hai là thức ăn và một số các cái thuốc mà trợ sức trợ lực, đồng thời là cái nâng cao sức đề kháng. Bây giờ thì trước tiên là chúng ta sẽ khảo sát luôn cái... Bây giờ là khảo sát cái địa lý, cái vị trí đó. Và cái diện tích và khu chăn nuôi. Rồi thì anh đưa chúng tôi đi xem ở đây là cái khu mà để chăn nuôi. Đây thấy. Theo chuyên gia Thạch thì vị trí chăn dê của anh Huân đã đạt tiêu chí của chương trình. Vì nơi anh xây dựng và phát triển đàn dê ở cánh đồng rộng lớn, gần núi đá và cách khu dân cư chừng 1 km. Tuy nhiên, ở tiêu chí về diện tích chăn thả, anh lại chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chăn thả cái khu vực này mà nếu mà không có cái rào chắn thì nó sẽ mấy vấn đề mà có thể xảy ra. Thứ nhất là nó sẽ đi xa mà chúng ta không kiểm soát được. Khi không kiểm soát được là cái sự mất về số lượng. Cái thứ hai là không quan sát được dịch bệnh. Và cái thứ ba nữa là có thể là vào cái khu vực trồng trọt của người khác thì là nó rất ảnh hưởng. Cho nên nếu muốn là anh phải fix cái khu chăn thả lại. Thế ý định của em là vây hết cái khu đây lại, là quanh đây là chuồng trại, là sẽ xoay ra đến tận đây. Mở rộng thêm chuồng trại ra. Vì cái đã số lượng là lớn là mở rộng cái chuồng trại ra đằng ngoài đây. Còn khu ngoài đây là mình chỉ cứ thả để cho nó chơi, hoặc là khi mưa là mình thả ở đây là nó sẽ ra, khi nào tạnh một chút là nó sẽ ra nó ăn. Còn đâu là mình lại cắt cỏ bỏ vào máng. Cái thứ hai là mặc dù đây là khu chăn thả nhưng anh phải phân ra một khu nào đó để anh trồng cỏ để mà cho nó ăn bổ sung trong những ngày mà rét, rồi trong những ngày mưa. Nói thế thôi nhưng mà nuôi số lượng ít thì anh có thể anh thả ở đây, hoặc là anh đưa lên trên núi kia anh thả được, chứ nuôi số lượng nhiều thì anh không thể là thả tự do được. Tư duy chăn dê của anh Huân sẽ phải thay đổi. Cách nuôi dê thả tự do để tận dụng nguồn thức ăn từ đồng ruộng, rừng núi sẽ phải thay thế. Anh Huân cần xây dựng rào chắn để quản lý tốt đàn dê. Diện tích mà anh sẽ làm rào chắn là 6 sào. Khu chuồng cũ 25m2 cũng sẽ được thay thế bởi một chuồng mới rộng 80m2. Và 5 sào cỏ cũng được trồng để làm thức ăn xanh cho đàn dê. Còn cái nguồn vốn để mà chúng ta xây dựng chuồng trại và duy trì cái đàn dê này thì anh đang có bao nhiêu? Thì hiện tại bây giờ tôi có 150 triệu. Với mà nếu mà huy động nữa thì hơn. Thế thì chúng ta là 150 triệu liệu có đủ không ạ? Theo tôi với cái 150 triệu và cái bổ sung thêm một số dê thì theo tôi là cũng cơ bản. Nhưng mà thưa anh Huân, là cái về cái chất lượng con giống ở đây thì cái đàn dê này của anh là dê gì đấy? Đây theo như đây gọi là dê cỏ pha kia dê bách thảo. Cái này thì tất nhiên là tùy thuộc vào từng nông hộ. Có thể là khu vực ở đây là người ta lại cái thị trường ấy, người ta lại thịnh cái dê thịt dê cỏ nhiều hơn là đối với dê bách thảo. Thì cái này là chương trình và chuyên gia cũng không ép. Vấn đề là khi anh chăn nuôi mà anh sẽ có một cái thị trường tiêu thụ được tốt đó, và cái hiệu quả chăn nuôi cao. Chuyên gia Thạch chưa thể đồng ý để anh Huân trở thành một nhân vật của chương trình. Về phía anh Huân, anh khẳng định sẽ khắc phục mọi vấn đề để có thể trở thành nhân vật khởi nghiệp.
Hiện tại bây giờ thì cái khu mà phân khu để thả và đấy thì cũng có rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn về khu chuồng trại, dạ. Thì và con giống nữa, dạ vâng, thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng được. Cứ khi nào mà anh vừa thứ nhất là anh quay được xong cái vùng để thả dê, thứ hai là làm xong chuồng, thứ ba là anh nhập được giống dê về, thì lúc đấy anh sẽ tiếp tục gọi cho chương trình, liên hệ với chương trình và chương trình ban tổ chức sẽ tiếp tục một lần nữa quay trở lại đây để khảo sát xem là cái việc anh làm như vậy thì đã được chưa. Nếu được rồi thì anh sẽ là một nhân vật của chương trình khởi nghiệp. Rồi anh lưu ý là chỗ anh nó có cái thuận lợi như thế này. Tức là hiện nay là cái số nông hộ tham gia khởi nghiệp mà chăn nuôi dê thường là chưa có ai. Chắc bây giờ là có anh. Như vậy là cái cuộc khảo sát ngày hôm nay ở nhà anh thì cũng đã kết thúc rồi. Vâng. Mặc dù là chưa thể trở thành một nhân vật của chương trình khởi nghiệp, nhưng mà với những cái vấn đề đặt ra của chuyên gia Thạch thì anh và những cái mà anh đã khẳng định anh có thể thực hiện được. Thì tôi hy vọng rằng anh sẽ sớm trở thành một nhân vật của chương trình khởi nghiệp và sớm thu lại những cái hiệu quả cao từ cái mô hình nuôi dê của mình. Xin được cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Rồi, cố gắng. Hy vọng anh là một cái người đầu tiên và làm là cái tiêu biểu để cho cái mô hình chăn nuôi dê phát triển. Ngôi nhà cho bản thân và gia đình ở thì đơn sơ tạm bợ. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận sống như vậy để có tiền đầu tư vào đàn dê, vì chúng là tài sản lớn nhất của anh. Cũng bởi chính lẽ đó mà ban tổ chức chương trình khởi nghiệp sẽ đồng hành cùng với anh để anh có thể khởi nghiệp thành công. Dù ở trong lĩnh vực nào, thì các nông hộ đang tham gia chương trình khởi nghiệp cùng với TC16 đều có xuất phát điểm từ nghề nông. Ngoại trừ một nhân vật, đó là bác sĩ Nguyễn Quốc Phòng. Bác sĩ Phòng hiện đang công tác tại Bệnh viện huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Bác sĩ Phòng đã đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Đối tượng cây trồng mà bác sĩ Phòng lựa chọn chính là thanh long. Liệu vị bác sĩ này có đủ điều kiện để tham gia chương trình khởi nghiệp hay không?